Chào xin chào, chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Ngày 15 tháng 12, tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư trúng thầu sẽ ký hợp đồng dự án đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị và chính thức khởi động dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi động dự án cảng hàng không Quảng Trị. Theo đó, lễ khởi động dự án cảng hàng không Quảng Trị sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Đông Hà. Buổi lễ sẽ có sự tham dự của lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành trung ương. Trước đó, ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 xây dựng cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu được xác định liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông TNT, công ty cổ phần tập đoàn CN04. Dự án cảng hàng không Quảng Trị được dự kiến nằm ở xã Gia Quang, xã Gia Hải và xã Gia Mai, huyện Gia Linh. Dự án có diện tích đất sử dụng 265,4 ha, chưa bao gồm diện tích đất khu quân sự là 51,2 ha. Trong đó, diện tích đất dùng chung là 177,6 ha, diện tích đất khu hàng không dân dụng là 87,7 ha. Đối với khu đất quân sự, 51,2 ha sẽ đầu tư khi quân đội có nhu cầu. Tổng mức đầu tư dự án là 5.821 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 1.092 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 18,76%, vốn vay tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác là 4.729 tỷ đồng, tương đương 81,24%. Thời gian chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng là 24 tháng, thời gian thực hiện hợp đồng, vận hành, thu phí, hoàn vốn là 47 năm 2 tháng. Hà Nội sẽ xây sân bay thứ hai vào năm 2040. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ hai vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2050. Sân bay thứ hai vùng thủ đô Hà Nội sẽ được đặt tại phía Nam. Vị trí, phạm vi, quy mô cụ thể sẽ được cơ quan tư vấn chuyên ngành nghiên cứu báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nội dung này được 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có mặt biểu quyết thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp cuối năm sáng ngày 8 tháng 12. Đồ án sẽ được xin ý kiến Bộ Xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt trong thời gian tới. Sân bay quốc tế thứ hai ở Hà Nội sẽ nằm trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Sân bay thứ hai vùng thủ đô Hà Nội sẽ đặt tại phía Nam thuộc huyện Ứng Hòa. Thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ hai vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2050. Sáng ngày 8 tháng 12, kỳ họp thứ 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ tư. Tại phiên làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thông qua nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Sau khi xem xét, thảo luận với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Có thành phố trong thủ đô. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồ án đã thực hiện những mục tiêu, quan điểm, định hướng tổng thể và các giải pháp trọng tâm phát triển thủ đô, trong đó thể hiện tính chất liên kết vùng, quốc tế của thủ đô, định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm, các thành phố phía Bắc, phía Tây thành phố, nghiên cứu định hướng các trục không gian của thành phố, định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường vành đai 4. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, đồ án vừa được thông qua có nhiều điểm mới, ví như có đề xuất mô hình thành phố trong thủ đô để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, phía Bắc, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và dự kiến phía Nam, Phú Xuyên, Ứng Hòa, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ logistics. Một điểm nữa là sân bay thứ hai vùng thủ đô Hà Nội sẽ đặt tại phía Nam, tại một số xã của huyện Ứng Hòa. Thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ hai vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2050. Mô hình phát triển đô thị của Hà Nội là chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, trong đó bao gồm đô thị trung tâm gồm đô thị phía Nam sông Hồng, đô thị Long Biên, Gia Lâm, thành phố phía Bắc gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, thành phố phía Tây gồm đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Xuân Mai, các đô thị vệ tinh Sơn Tây, Phú Xuyên, thị trấn Sinh Thái và thị trấn. Phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố cho thấy, nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2065 đã được nghiên cứu. Các đề xuất có tính khoa học và thực tiễn, cơ bản đảm bảo phù hợp nội dung theo quyết định số 700 ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ban đô thị đề nghị làm rõ hơn định hướng phát triển về quy mô của các đô thị để phù hợp với thực tiễn phát triển của thủ đô sau hơn 10 năm, khẳng định vai trò của không gian xanh trong cấu trúc đô thị của thủ đô, bổ sung luận chứng làm rõ hơn cấu trúc đô thị của thủ đô phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD. Ngoài năm trục phát triển như đề xuất, đồ án xem xét thêm vai trò, tầm quan trọng của trục kết nối đô thị trung tâm với đô thị Xuân Mai để bổ sung nếu phù hợp. Ban đô thị cũng đề xuất cần cập nhật và rà soát, phân loại rõ hệ thống các đường cao tốc quốc gia và các tuyến đường cao tốc đô thị đi qua địa bàn thủ đô để có phương án quy hoạch và quản lý, phát triển đô thị cho phù hợp. Đồng thời, cần làm rõ hơn phương án phát triển hình thành sân bay quốc tế thứ hai vùng thủ đô đặt tại phía nam thành phố, trong đó về tiến độ thời gian, nhu cầu quỹ đất, yêu cầu kết nối vùng và các loại hình giao thông khác. Sau khi Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua đề án, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ xin ý kiến Bộ Xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt. Láng giềng thành phố Hồ Chí Minh có thể có sân bay thứ tư đón được Airbus 321 cách Tân Sơn Nhất, Long Thành vài chục km. Dự án sân bay này đề xuất có thể đón được tàu bay Cosi như Airbus 321, Boeing 737 khi có tình huống khẩn cấp. Dự án đầu tư xây dựng sân bay chuyên dụng đất đỏ do công ty trách nhiệm hữu hạn dự án Hồ Tràm đề xuất, dự kiến triển khai trên địa phận xã Lộc An và xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sân bay này nằm cách trung tâm huyện Đất Đỏ về phía đông khoảng 8,5 km, theo đường bộ quốc lộ 55 từ vị trí dự kiến xây dựng sân bay đến thị trấn Đất Đỏ khoảng 11 km, đến trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu khoảng 22 km, cách khu du lịch phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip khoảng 13 km. Sân bay Đất Đỏ được xác định có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là sân bay chuyên dùng, phục vụ khai thác hàng không chung và vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, không phải vận chuyển công cộng. Do nằm gần cụm sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất nên sân bay Đất Đỏ được dự phòng cho tiếp nhận máy bay hàng không dân dụng khi có tình huống khẩn cấp. Theo đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tràm, sân bay Đất Đỏ được đầu tư đảm bảo khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương cùng với các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, cấp hạng sân bay là 4C theo ICAO và sân bay quân sự cấp 2, cấp hạng dẫn đường CAT1 theo ICAO. Đối với các công trình khu bay, dự án sẽ xây dựng một đường cất hạ cánh có chiều dài 2.400 x 45m, một đường lăn nối từ đường cất hạ cánh vào sân đỗ máy bay đồng bộ, sân đỗ tàu bay hàng không chung, đảm bảo tối thiểu 4 vị trí đỗ tàu bay cánh bằng. Có dự trữ đất để mở rộng sân đỗ khi có nhu cầu. Trong số các công trình quản lý, điều hành bay, đáng chú ý nhất là việc dự án sẽ xây dựng một đài kiểm soát không lưu tại phía đông nhà ga hành khách hàng không chung. Đài được bố trí xây dựng trên khu đất có kích thước 60 x 100m. Đài được bố trí các trang thiết bị đồng bộ, chiều cao tối đa của đài là 45m. Đối với các công trình khu mặt đất, dự án dự kiến xây dựng nhà ga hành khách phục vụ hàng không chung một thao trình, công suất 300 hành khách trên một giờ cao điểm, có dự trữ mở rộng khi có nhu cầu, xây dựng các công trình phụ trợ hậu cần, kỹ thuật đồng bộ đảm bảo hoạt động của sân bay, trạm xe kỹ thuật ngoại trường, trạm khẩn nguy, cứu hỏa, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, giao thông kết nối với hệ thống giao thông của địa phương. Tổng diện tích sử dụng đất của sân bay chuyên dùng Đất Đỏ là 214,368 ha. Với quy mô đầu tư như trên, dự án có tổng vốn đầu tư ước khoảng 3.305,868 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án là 70 năm, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các bộ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lấy ý kiến thẩm định về dự án đầu tư xây dựng này. Hiện tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có sân bay Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, Côn Đảo, huyện Côn Đảo, sân bay quy hoạch Gò Gan, thành phố Vũng Tàu. Trong đó, Gò Gan khi được hình thành sẽ thay thế sân bay Vũng Tàu đang nằm trong nội ô. Như vậy, nếu sân bay Đất Đỏ được triển khai thì tỉnh này có thể có đến 4 sân bay.
hồi đầu năm 2023, trong văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải tuần qua, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho rằng sân bay Gò Gan nên khai thác cả dân dụng và quân sự. Trong đó, phục vụ dân dụng gồm vận chuyển nội địa, bay trực thăng taxi, khai thác du lịch, dầu khí. Theo lãnh đạo tỉnh, khi khai thác lưỡng dụng, bên cạnh bảo đảm quốc phòng, an ninh, sân bay sẽ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đến giữa năm, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị sân bay Gò Gan, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chuyên phục vụ trực thăng, khai thác du lịch, dầu khí thay vì trở thành sân bay dân dụng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye!